làm cho ta ôi từng vĩ đại, ta thấy mình chan chứa một niềm vui khi Chúa dẫn tù nhân Sion trở về. Ta tưởng mình như giữa cơn ma vắng vắng, ngoài miệng câu cười Việc Chúa làm cho ta ôi từng vĩ đại, ta thấy mình chan chứa một niềm vui. Ngày khấn chốn ngoại dân loan truyền nhau rằng, ôi vĩ đại viếng Chúa đã ra tay, ôi bao diệu kỳ công viếng Chúa. Việc Chúa làm cho ta ôi từng vĩ đại, ta thấy mình chan chứa một niềm vui. Cầu Chúa dẫn tù nhân chúng con trở về, như suối cạn miền Nam đón mưa rơi. Ai đi Chúa làm cho ta ôi từng vĩ đại, ta thấy mình chan chứa một niềm vui. Họ ra đi lòng đau xuôi lệ nức nở, đi gieo hạt để mong lúa mai sau. Reo vui khi về tiếng cười vang, nặng Chúa làm cho ta ôi từng vĩ đại, ta thấy mình chan chứa một niềm vui.